xây dựng từ đường Kisato xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay anh em mình đang có mặt tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An để cập nhật lại một công trình mà mình đang thi công trọn gói ở đây. Thì ngay bây giờ thì xin mời tất cả mọi người cùng với mình để vào xem công trình này nha. Cũng như là mình sẽ giới thiệu những hạng mục mình đã làm cũng như là chuẩn bị làm để cho mọi người hiểu thêm về công trình này. Xin mời tất cả mọi người. Và ngay bên cạnh tôi đây chính là anh Phạm Hữu Tiến, giám sát chính của công trình này. Thì em xin phép được chào anh. Dạ, yeah, chào anh. Thì hôm nay được quay lại công trình này thì hiện tại thì anh có thể giới thiệu cho tất cả mọi người biết về cái quy mô của công trình này để cho mọi người có thể hiểu hơn, được không anh? Vâng, xin chào mọi người. Ngay phần tôi đang đứng đây, đây là phần là khu vực là diện tích chính chúng ta xây dựng. Còn phía bên này đây là khu vực nhà ngang. Hiện tại vẫn chưa đưa vào xây dựng nhưng mà vẫn đang phục vụ cho quá trình thi công. Và trước đây đây là khu vực sân vườn ạ. Có nghĩa là công trình này đã được quy hoạch hết rồi. Yeah. Thứ nhất là khu vực chính là để xây dựng công trình nhà thờ. Yeah. Theo cái phong cách nhà cổ Bắc Bộ. Và một công trình nhà cấp 4 để phục vụ là gia đình có thể nghỉ ngơi cũng như là anh em trong gia đình chúng ta công tác xa về chúng ta có thể nghỉ ngơi sinh hoạt dưới đấy cũng như là phục vụ nấu nướng đúng không? Còn khu vực phía trước đây là khu vực sân vườn để đáp ứng khuôn viên của chúng ta nó đầy đủ công năng đúng không anh? Dạ. Thì anh Tiến cho em hỏi là hiện tại công trình nhà thờ chính đây chúng ta đang triển khai thì chúng ta đang thi công đến những cái hạng mục nào rồi? Đã đạt được những cái phần nào rồi? Sắp tới mình sẽ triển khai những cái việc gì anh nhỉ? Dạ. Nhân đang thấy là công trình chúng ta đang xây dựng đến cái phần tường và tường thố đấy. Tường thì chúng ta đang xây dựng đến khoảng tầm 80%. Và hiện tại đang xây dựng đang thi công đó là phần đi đường điện. Em đang thấy là đội thợ điện đang đục hết là những cái đường điện đúng không anh? Dạ đúng rồi. Em đang cho thợ đang họ đi những cái đường cục điện đấy. Dạ, đục và quẹt tường đi những đường cục điện đang chờ sẵn vậy. Dạ. Dạ. Thì khoảng bao nhiêu lâu nữa thì cái phần điện của nhà thờ sẽ được hoàn thiện xong anh nhỉ? Dạ, điện thì cái đó thì chúng ta còn phụ thuộc vào các cái đội về làm quả giang và đập trụ trộn nữa để và cùng nhau để mà phối hợp. Có nghĩa là hiện tại là bây giờ đội xây dựng là đang chờ đội điện thi công rồi sẽ hai bên sẽ kết hợp vào để tiến hành sau đấy là cái phần vì kéo bên trên cũng như là phần chát hoàn thiện những cái bức tường còn lại đúng không anh? Rồi ok, thì quay trở lại một chút cái phần từ bên dưới lên để cho mọi người có thể hiểu một cách tổng thể đúng không? Hiện tại là cái tiến độ nó đang đến cái vừa rồi như anh đã chia sẻ. Anh có thể chia sẻ một chút về cái móng của công trình này không? Tại vì em cũng thấy rất là to. Rồi anh sẽ chia sẻ về cái kích thước của cái công trình chính nhà thờ này. Về diện tích cũng như là cách mà Kisato đã thiết kế từng cái lưới trục này cho mọi người có thể tham khảo. Những ai mà cũng đang mong muốn xây dựng một công trình nhà thờ cho gia đình mình cũng có thể tham khảo. Em chỉ được giới thiệu thì lưới trục là từ chính cột này đến chính cột góc ngoài này là 2m62 và giữa hai cục giữa này là 2m92 và hai cục bên này là 2m62. Nó đối xứng nhau qua cái trục chính của nhà thờ của chúng ta. Qua cái gian thờ đúng không? Dạ. Hai bên gian này dạ, đối xứng đúng không? Dạ. Đúng rồi. Còn phần trục dọc này thì cái phần hè này là bao nhiêu anh? Giữa hai cục hiên này là 1,75. Còn cái khu vực giữa này? Giữa này là 3m49. Còn khu vực gian thờ sao anh? Dạ, gian thờ là nó cũng đối xứng so với cái trục của trục hiên đúng không? Chúng ta là 1,55. Tức là cái công trình này là mình làm cái mái cân đúng không? Nên là nó phải cân xứng từ cái khu vực ở bên trong gian thờ đối xứng qua khu vực ở giữa đây và khu vực hè nhá. Cũng như là rất là nhiều những công trình chúng tôi đã thiết kế chắc chắn là sẽ rất là đẹp và bắt mắt đúng không ạ? Thì chiều cao của công trình này anh có thể chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo không? Chiều cao của nó thì phần móng nó cao khoảng bao nhiêu nhỉ? Móng thì chúng ta là bên thiết kế của Kisato là đang sử dụng là móng băng hai phương. Có kích thước đó là 800 và chiều cao của nó 500. Còn bên trên, phần bên trên lên tới cốt 00 từ mặt sân lên xây tường tường móng. Cái tường móng là 1m25. Hình như em đang thấy là hiện tại thì mình cũng đang đổ những cái bạt
những cái bản để chiếu nghỉ đúng không? Bậc thang đúng không? Đấy thì cũng chia sẻ với tất cả mọi người nhá. Thì các bạn có thể để ý thấy toàn bộ khu vực bậc ngũ cấp đây chúng tôi là đều đổ là rằng kết hợp dầm đúng không ạ? Dầm đỡ trên, dầm đỡ dưới kết hợp với bản trượt để làm sao cho là sau này khi mà chúng ta hoàn thiện lên cái hệ bậc, thứ nhất là phần thô của bậc này. Sau đấy chúng ta còn có bậc đá xanh nữa đúng không anh? Gác lên bên trên để sau cái quá trình về sau ấy nó sẽ không bị tách ra so với khỏi công trình chính nhá. Nhiều công trình khác mọi người có thể là tự làm nhưng mọi người xây bằng những cái lớp tường gạch thôi thì nó sẽ bị tách ra khỏi công trình chính ạ. Sau khoảng 1-2 năm sử dụng nó sẽ bị tách ra. Đấy. Thì mọi người cũng phải lưu ý cái khu vực bản trượt đấy nhá. Anh thể giới thiệu với mọi người về cái kích thước cột của công trình này đúng không? Để cho mọi người cùng tham khảo đúng không anh? Cột thì chúng ta dùng là cột trụ tròn. Có hai loại đường kính. Đường kính ở đây là 208. Còn đường kính hai cột giữa này là 300. Dạ. Còn thép thì chúng ta sử dụng 4 thanh phi 16. Dạ. Tại vì em cũng đang nhìn thấy ở đây là nó cũng có một cái sự đối xứng gì đấy. Dạ. Hai cột giữa đây là cùng là 300 đúng không anh? Dạ, dạ. Là cột ở hiên này, với lại cột ở sát tường đúng không ạ? Thì là cột là 280. Dạ. Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta là thấy là vì hai cái cột giữa là nó sẽ là cùng cột với nhau. Còn hai cột góc, hai cột ở sáu là nó sẽ là cùng cột với nhau bởi vì tạo cái mái thu hồi của nó. Ừ, dạ. Rồi. Dạ, dạ. Và chiều cao cũng khác nhau đúng không anh? Dạ đúng. Tại vì tùy vào mỗi một cái cái đoạn mà trồng rường đúng không? Dạ. Tùy vào những cái khẩu độ mà chúng ta sẽ phải chờ khác nhau. Thì hiện tại em có thể thấy là bên cột đây là gần như cũng là cột ở cái mức độ hoàn thiện đúng không anh? Sau này là chúng ta là bả chúng là sơn giả gỗ luôn đúng không? Gỗ là giống như gỗ vậy. Đây thì chia sẻ các bạn nhé. Thì phần cột này chúng tôi cũng sử dụng cái hệ cốt pha nó đã được định hình sẵn rồi. Rồi chỉ đổ là đã hoàn thiện cái cột. Phần bên dưới cột đây là nhỏ này. Ở phần giữa đây là sẽ to ra, bên trên cột lại thu nhỏ một chút. Đây là cái cột đồng đồng nha các bạn. Được vuốt đồng đồng ấy ạ. Nhiều công trình sẽ được thi công là sẽ đổ một cái cột tròn. Sau đấy là cái phần chát hoàn thiện đấy anh. Yeah. Mọi người sẽ chát đồng đồng nhưng công trình này làm được luôn như thế. Rất là tuyệt vời đúng không anh? Bởi vì thờ bên mình là có cuốn sẵn rồi. Cuốn sẵn cho nên đục ra là nó rất là phẳng. Ok, vậy thì tiến độ sắp tới là khoảng bao nhiêu lâu nữa thì là đội xây dựng sẽ về cũng như là cái tiến độ để chúng ta bàn giao dự án cho công trình cho chủ đầu tư là còn khoảng bao nhiêu lâu nữa anh nhỉ? Dạ, tiến độ thì khoảng tầm ngày 2 ngày nữa là sẽ có đội đổ quả giang vào. Là sẽ đổ quả giang và đổ những cái con trùng và bắt đầu là sẽ là gạt cây thường lương lên. Dạ. Gọi là ngày cất nóc. Có nghĩa là gia đình cũng đã xem hết ngày rồi đúng không? Xem ngày rồi. Cái ngày bỏ nóc ấy, đã cố định rồi. Cũng phải đảm bảo cái thời gian đấy đúng không? Dạ. Hiện tại tôi đã thấy đây là toàn bộ là đây là cấu kiện hoành đúng không anh? Dạ đúng rồi. Gọi là đòn tay đấy nhỉ? Dạ. Anh có thể chia sẻ cho mọi người biết là cái công trình với cái kích thước như vừa rồi anh đã chia sẻ ấy. Dạ. Thì nó gồm bao nhiêu cái hoành đúng không? Hoành thì chúng ta là có được chia thành là 21 cây hoành dài. Nhưng mà chia nhỏ thành 3 giang thì chúng ta dưng 3 lên là thành 63 cây hoành. Có nghĩa là theo cái chiều rộng công trình này. Dạ. Ba nhịp đúng không? Dạ đúng rồi. Chúng ta chia làm 3 đoạn. Dạ. Thì tổng là 21 x 3 đúng không? Dạ. Là bao nhiêu? Là 63. 63 cây là toàn bộ ở đây hết rồi đúng không anh? Bên cây hoành này thì nó có kích thước là 12 x 12. Đây là cũng là gần như là hoàn thiện rồi đúng không anh? Là sơn bả vào là thành sơn giả gỗ luôn đúng không? Sơn bả vào thôi. Và sơn giả gỗ. Trong đây thì chúng ta sử dụng là 3 thanh phi 16. Ừ. Và cục đá là cục đá tam giác. Rồi, 150. Dạ. Chuẩn như thiết kế đúng không anh? Hiện tại tôi đang thấy đây là cái gì đây nhỉ? Dạ đây là những cây thượng lương anh. Cây thượng lương đúng không? Dạ. Thì các bạn có thể xem đây. Đây là phần thô thôi nhá. Hiện tại thì các bạn có thể thấy những cái phần vát đầu trên này, sau này nó sẽ gác lên mấy cái đấu và quay ngược trở lại. Cái phần này thì còn những cái gì để hoàn thiện được cây thượng lương anh nhỉ? Dạ, để hoàn thành thượng lương thì chúng ta phải có đấu sen. Đấu sen đúng không? Sẽ gạt lên đấu sen. Và thượng lương này thì đây chỉ là phần thô thôi, cho nên chúng ta là sẽ trạc nữa. Trạc và hoàn thiện cho nó phẳng. Nó mịn. Và chúng ta còn gắn chữ nó vào ở giữa cây thượng lương nữa. Đúng rồi, chúng ta phải gắn chữ nữa đúng không anh? Dạ. Thì cái chữ này thì nó cũng là theo tùy mỗi chủ nhà đúng không anh? Dạ.
Chữ này thì theo chủ nhà hoặc là chúng ta có thể là xin thầy. Xin thầy hoặc là chủ nhà người ta sẽ đưa cho mình những cái con số đấy và thợ của chúng ta sẽ là đắp vẽ trực tiếp như thế này đúng không anh? Dạ. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã cùng tôi cũng như anh Tiến giám sát của công trình này chia sẻ về cái tiến độ thi công cũng như những cái hạng mục mà chúng tôi đã làm và những cái hạng mục mà chúng tôi chuẩn bị làm để các bạn có thể tham khảo cũng như là hiểu hơn về công trình này. Và cũng rất là hy vọng đây là một cái mẫu nhà thờ mà các bạn có thể tham khảo áp dụng cho công trình của gia đình mình. Thì cái phần quan trọng nhất của nhà thờ thì chúng tôi sẽ dành cho những cái video cuối khi mà công trình đã được xong hết, hoàn thiện hết. Nó cũng sẽ còn đẹp hơn rất là nhiều và sẽ quay lại để cho mọi người tham khảo. Ok, thì nếu mà các bạn cũng đang có một nhu cầu xây công trình nhà thờ cho gia đình hoặc cho dòng họ nhà mình thì có thể liên hệ chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để chúng tôi tư vấn thiết kế cũng như là thi công trọn gói công trình nhà thờ cho gia đình cũng như là dòng họ của tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người.